Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại chia sẻ về cái chuồng dế của mình nha các bạn. Hôm nay là ngày 26. Ngày 6 dế của mình là được 15-16 ngày đó các bạn. Dế mình bắt đầu nó nở hồi ngày 11. Bữa nay 26 là dế mình 11 ngày đó. Không rồi cái mùa lạnh này là nó chậm quá bạn, thường thường là nó 8 ngày là mình cấp dĩ giấy mà mùa lạnh này nó tới 10 ngày mình mới cấp. Bây giờ nhắc này động động là nó lên rồi không ạ, nó tính rồi mình cho ăn là nó động động là nó lên nó đen chân. Mình hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái cách mình cho ăn mà dế 15 ngày trở lên nha các bạn. Cái lá mì này thì mình tập cho nó ăn từ nhỏ, nhưng mà cái lá mì là mấy cái tháng mùa khô này là không có lá mì cho ăn các bạn. Bây giờ giỏi lắm là tới dưỡng dữ lắm là tới cùng lắm là tới Tết là hết lá mì rồi đó các bạn. Tại vì lá mì mùa khô này nếu nắng lại là xuống lá cho các bạn. Rồi mình có giới thiệu về cái chuyện mà có voi lùng đó các bạn. Các bạn thấy không? Dế non mình bứt cỏ non vô cho nó ăn là nó ăn tươi ở trên nữa các bạn thấy không? Mình trồng cỏ voi là cho dế ăn là có thật nha các bạn. Không phải nói suông đâu nha. Nó ăn tươi hết trơn, dế nhỏ là nó ăn gì đó. Rồi mình cho ăn bí đỏ, mình ăn có cho ăn con trái nha các bạn, trái 1,5 kg gì đâu mà ăn không hết. Đây dế nhỏ này nó ăn ít thức ăn, nó chỉ cần rau xanh nhiều thôi. Mà từ đây trở lên là nó ăn mạnh nha các bạn, ăn rau mạnh luôn rồi đó. Lá mì, rau muống. Đang cho bữa nay nó bằng rùa nhỏ rồi đó các bạn. Mình đang cho ăn mà lá mì nè, dặm thức ăn gà con vô ăn nè, không rồi mình để hơi dư nè. Ở dưới đèn hết trơn các bạn. Đó, bạn thấy. Thì, các bạn chờ mình chút xíu mình đi quậy thức ăn gà con mà gãi vào nhau cho các bạn xem nó ăn nha. Cái thức ăn gà con mình thêm nước làm sao cho nó tơi như cám luôn vậy nè các bạn. Rồi mình gãi đều chuồng luôn nha. Dế nhỏ này mình gãi đều chuồng nó ăn nó mới đều các bạn. Bạn thấy nó tha thức ăn không? Tha thức ăn mới lớn mà, tha thức ăn chạy còi còi đúng không?
Bữa nay mới bằng con rùa nhỏ nữa các bạn. Cái mùa lạnh này nó chậm lớn quá. Chậm nở mà chậm lớn. Bữa nay là nửa tháng đúng. Cứ ăn gà con mình quậy mình rơi ra mình gãi đìa chuồng vậy đó các bạn. Nay mình quay cái clip này là mình chia sẻ về cái vấn đề mà thích ăn cho dế nha các bạn. À, con dế này thức ăn chính chủ yếu là rau xanh thôi các bạn. Mình cho ăn thức ăn chính, cho ăn thêm cho nó đủ chất thôi. Nè nó các bạn thấy không? Nó ăn tươi tải quá trơn nè. Cái cỏ vô lụng nè. Mình để vô thử dế nhỏ nó ăn không, chứ còn dế bự thì nó suốt tốt rồi các bạn. Còn dế nhỏ này nó cũng ăn luôn nè, nhưng mà cỏ non nha. Dế nhỏ này là cỏ phải non. Rồi mình 8 ngày đó, 10 ngày đó mình gấp cái dĩa giấy lên, mà mình bận công chuyện gấp mà mình không có quay lại cho các bạn xem. Mình bẻ một dĩa trứng giấy nè, để gấp đôi lại rồi mình đặt xuống cho khít thôi. Có nhiều người ta làm khối lại ba dĩ, nhưng mà mình cũng có làm nữa, nhưng mà nó xúc sổ tùm lum như không ạ. Làm nó thì nếu mà làm dính thì nó tiện lắm, mà mình làm không được, nó xúc sổ tùm lum, cho nên mình đặt dĩ giấy gời luôn. Mình không có gắn gì chứ. Đặt vô điều chuồng luôn. À, mình đặt cái đường vô điều chuồng luôn nè. Mặn hay dế không? Con dế này giờ ta xài nhiều lắm nha các bạn. Mấy người đi câu, chim cá cảnh, cho gà đá ăn. Bạn thấy dế nó tha thức ăn không? Tha thức ăn gà con nó chạy thấy không? Lớn mà dữ dằn vậy đó. Hay như kiến vậy. Rồi clip hôm nay mình tạm dừng nha các bạn. Mình chia sẻ cái cỏ vôi sinh lùng đó là cho con dế ăn được nha các bạn. Mình chủ yếu mình trồng cho vật nuôi ăn, nhưng mà trước hết là mình trồng cho dế ăn nha các bạn. Cái cỏ vôi lùng này mà mình để giống mình về lại là nó lâu nha các bạn. Nó khoảng 3 tháng nó mới thu hoạch mình về giống lại. Còn cắt cho ăn này là nửa tháng nha các bạn. Nếu mà cắt cho dế ăn là nửa tháng là mình cắt được đó. Một buổi mình cắt ra nhiều lắm các bạn. Mình cái cỏ này là mình thu hoạch rồi là mình 10 ngày là bắt đầu mình cắt rồi nè các bạn. Mình cắt vô cho dế ăn lai gai nè. Nếu mình cắt cho vật nuôi ăn là có khoảng 20 ngày, một tháng là mình cắt cho vật nuôi ăn được rồi.
nhưng mà để mà thu hoạch đó, là khoảng 3 tháng nha các bạn, 3 tháng nữa mới lên có lóng mà mình cắt, mình chặt, mình dâm lại đó. Nhưng mà cho dế ăn này là nửa tháng là mình cắt được, 15 ngày là mình cắt được đó. Rồi, clip tới đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhấn ngay cái chuông để nhận được cái thông báo sớm nhất của kênh Thú Vị Cà Mau của mình nha các bạn.